Xin chào tất cả mọi người, là Ryan đây. Những tuần qua mọi người đi tập như thế nào? Hy vọng những bộ môn vừa rồi giúp ích cho mọi người rất là nhiều. Và tuần này Ryan sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ môn tiếp theo, đó chính là bộ môn LIIFT. LIIFT là gì? Chúng ta sẽ tập cơ và cardio kết hợp cùng với nhau trong xuyên suốt 60 phút để rèn luyện thể lực toàn diện cho mình. Rồi, chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được phần bụng của mình. Chúng ta sẽ còn sử dụng bụng trong suốt quá trình tập luyện ở những bài tập khác nhau. Và bên cạnh đó, thanh bar cùng với mức tạ mà mình muốn sử dụng. Nếu các anh chị mình lần đầu tiên thì chúng ta hãy để tạ nhẹ thôi. Và nếu các anh chị mình đã tập và chúng ta muốn thử thách mình nhiều hơn thì hãy tăng tạ theo thể lực của mình. Đấy. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ sử dụng thêm miếng tạ vừa và miếng tạ nhỏ để chúng ta có thể tăng giảm tạ tùy theo ý của mình và thử thách mình nhiều hơn trong mỗi bài tập của bộ môn này. Dụng cụ đã sẵn sàng rồi, đừng chần chờ gì nữa, hãy tham gia lớp LIIFT cùng Ryan nào. Sự thú vị đúng không nào? Hy vọng sẽ gặp các bạn trong các lớp LIIFT tại Cali. Và bên cạnh đó, tuần sau chúng ta sẽ đến với bộ môn tiếp theo của mình, đó chính là Les Mule Core, để tập luyện cho phần cơ trung tâm. Hẹn gặp lại các bạn.